và trên tay Trinh hiện giờ là một chiếc điện thoại có màn hình rất là to. Và nếu như mà bạn nào tinh ý thì sẽ phát hiện ra đây chính là con Mi Max 3. Và Mi Max 3 thì được trình làng vào tháng 7 năm 2018. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được 1 năm kể từ khi ra mắt rồi. Và giá của nó tại Đức Huy Mobile thì tầm 4 triệu. Và với mức giá rẻ như vậy nhưng mà Mi Max 3 có rất là nhiều điều tuyệt vời đáng để chúng ta mua. Khi nhắc đến Xiaomi Mi Max 3 thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một chiếc điện thoại với màn hình khủng và một cục pin trâu. Và dường như đây là vũ khí lợi hại mà Xiaomi đã trang bị cho đứa con của mình mà khó có đối thủ nào trên thị trường smartphone có thể địch lại được. Và trong video này thì Trinh sẽ nói về 3 ưu điểm của Xiaomi Mi Max 3, đó chính là màn hình khủng, pin trâu cũng như là giá rẻ. Màn hình của Mi Max 3 có lẽ là ưu điểm lớn nhất của chiếc smartphone này. Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD 6.9 inch xuất hiện theo tỷ lệ 18:9, độ phân giải là 2160x1080 pixel. Điều này dẫn đến mật độ điểm ảnh tương đối thấp là 350p. Tuy nhiên thì Xiaomi đã chỉnh độ sáng và độ tương phản cao hơn gần 50% so với những chiếc điện thoại trước đó của họ. Nhưng mà điều này cũng ảnh hưởng phần nào đó đến chất lượng màn hình của Xiaomi Mi Max 3 và nó có thể thua kém A70 một chút. Và với một cái màn hình to bự như vậy thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm thật là tuyệt vời trên chiếc điện thoại của Xiaomi Mi Max 3 như là xem phim hoặc là chơi game. Và đặc biệt là chơi game, khi mà anh em chơi game trên chiếc điện thoại này thì sẽ có cảm giác rất là đã tay cũng như là đã mắt. Ngoài màn hình thì pin cũng là một yếu tố khiến người mua phải trầm trồ của chiếc máy này. Xiaomi Mi Max 3 hoạt động với pin 5500mAh. Xiaomi sử dụng tiêu chuẩn Quick Charge 3.0, sạc pin nhanh 18W, có thể nạp lại 70% trong 1 giờ. Max 3 thậm chí còn hỗ trợ OTG, chiếc điện thoại này còn cho phép bạn sạc điện thoại thông minh hoặc là thiết bị ngoại vi khác bằng điện thoại di động của bạn. 5500mAh, một con số rất là lớn, và với cục pin trâu như vậy thì các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề mà mình đi chơi hoặc là trong lúc mình xem phim hoặc chơi game, pin nó lỡ hết giữa chừng. Và ưu điểm thứ ba của chiếc Mi Max 3 này đó chính là giá của nó cực kỳ rẻ tại cửa hàng của Đức Huy Mobile. Mi Max 3 tại cửa hàng của Đức Huy Mobile có giá 4.790.000 đồng với bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, và 5.590.000 đồng với bản RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Với mức giá như vậy thì quá rẻ cho một chiếc điện thoại có màn hình khủng cũng như là cục pin trâu. Ngoài những cái điều Trinh vừa nói ra thì chiếc Xiaomi Mi Max 3 nó còn có những cái ưu điểm về cấu hình cũng như là camera đủ tốt để có thể phục vụ những nhu cầu từ giải trí cho đến công việc của các bạn. Và vừa rồi Trinh đã điểm qua những cái ưu điểm của chiếc điện thoại Xiaomi Mi Max 3. Nhìn chung thì đây là một chiếc điện thoại ở phân khúc tầm trung khá là ok, và nó có những cái thế mạnh như là màn hình bự, pin trâu cũng như là giá rất là rẻ. Các bạn suy nghĩ gì về chiếc điện thoại này hay không mình cho Trinh biết nha. Còn đối với những bạn nào mà muốn mua chiếc điện thoại có màn hình bự như là Xiaomi Mi Max 3 thì hãy đến ngay với Đức Huy Mobile. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh. Xin chào.